Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục sẽ là một video trả lời thắc mắc của các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có tất cả là 3 câu hỏi nha. Một câu hỏi về chủ đề là điện thoại dưới 2 triệu nhưng mà chiến game ngon. Một câu hỏi là chiếc smartphone dưới 6 triệu, best choice chiến game và giải trí. Và cuối cùng sẽ là một câu hỏi vui. Thì mình có chia rõ timeline phía bên dưới. Bạn nào ít thời gian có thể kích vào xem từng câu hỏi một nhé. Bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Huy Nguyễn. Có điện thoại nào dưới 2 triệu chơi game tốt không? Nếu mà về máy mới thì gần như là không thể các bạn nhá. Dưới 2 triệu dùng bình thường còn giật, chứ đừng nói là chơi game. Nhưng mà với máy cũ thì khác. Trong tầm giá dưới 2 triệu thì mình thấy mạnh nhất các bạn sẽ mua được con chip Snapdragon 845, ví dụ trên chiếc LG G7 và Sony Xperia XZ3. Tất nhiên là hiện tại thì Mobile City không bán hai sản phẩm này. Các bạn có thể mua trên hội nhóm của Facebook loanh quanh dưới 2 triệu. Với con chip Snapdragon 845 thì mình thấy hiện tại nha, hai chiếc máy này các bạn chơi game PUBG Mobile cũng khá là ổn áp. Tất nhiên là các bạn sẽ phải chơi mức đồ họa hợp lý một chút, kiểu chơi mượt với cả cực độ ấy, chứ đừng có chơi trung bình các thứ nhá. Mà chơi được PUBG thì các tựa game như kiểu là Free Fire này, CLD này, Liên Quân Tốc Chiến sẽ ngon các bạn nhá. Nhưng mà tất nhiên với hai chiếc máy này thì cũng có tuổi rồi, nên là khi chơi game quá lâu ấy, máy nóng lên sẽ bị tụt giảm hiệu năng rất là rõ. Các bạn chỉ nên chơi khoảng nửa tiếng đổ lại thôi. Nếu mà chơi lâu hơn thì các bạn nên gắn thêm sò nhá. Về LG G7 và Xperia XZ3 đều sẽ là hai chiếc máy có màn hình rất tốt trong tầm giá. Chiếc LG G7 thì tuy chỉ là iPad LCD thôi, nhưng đây sẽ là một chiếc flagship ngày xưa, nên là iPad xịn các bạn nhá. Màn rất là trong, màu sắc tươi. Cái tỷ lệ màn hình chiếm mặt trước ấy, nó cũng sẽ cao hơn so với cả chiếc XZ3. Bù lại thì chiếc XZ3 chúng ta sẽ có tấm nền là P-OLED, màu sắc sẽ đậm đà hơn, cái màu tối nó sẽ sâu hơn. Đồng thời thì hai viền hai bên sẽ là cong các bạn nhá, nhìn rất là sexy, nhưng mà cái phần cằm với cả trán thì hơi dày. Độ phân giải màn hình hai máy đều quá cao luôn, sẽ là 2K, có phần hơi dư thừa trong tầm giá. Chiếc XZ3 sẽ hơn về khoản loa, em này có hai loa stereo, còn chiếc G7 sẽ chỉ có một loa thôi nhá. Nhưng mà G7 thì có jack tai nghe 3.5mm, XZ3 thì không. Sạc cả hai máy đều sẽ là 18W, pin của chiếc XZ3 thì trâu hơn khoảng 10%, 3.300, G7 sẽ chỉ là 3.000. Nhưng mà cả hai mình thấy đều yếu các bạn nhá. Gọi là dùng nhẹ nhàng lắm thì đủ một ngày thôi, thường các bạn sẽ phải sạc hai lần trên một ngày. Camera thì chất lượng mình thấy chiếc XZ3 có phần nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên chiếc máy này sẽ không có cam siêu rộng, LG G7 thì có. Và tất nhiên là với cả hai máy thì các bạn đều sẽ có sẵn tiếng Việt này, có sẵn Safe Play, không bị trễ thông báo. Đó thì bạn cân nhắc thử một trong hai sản phẩm này nhá. Mình thấy cấu hình trên giá thành rất là ngon, dưới 2 triệu. Chuyển sang câu hỏi thứ hai của bạn Duy Anh. 6 triệu đổ lại, best nhất để chơi game và giải trí nên mua máy nào ạ? Ok, tầm giá 6 triệu thì bạn mua được máy mới rồi. Và best nhất để mà giải trí chơi game ý, theo mình sẽ là chiếc Realme Q5 Pro, một sản phẩm quá nổi tiếng. Em này thì chắc là các bạn thuộc lòng cả cấu hình đúng không? Màn hình E4 AMOLED của Samsung này, hiển thị rất tốt, 120Hz, hai loa stereo, pin 5000, sạc nhanh 80W, camera 64 chấm, chất lượng rất tốt tại vì thuật toán ngon. Snap 870 thì chiến mọi game bây giờ các bạn nhé, kể cả Genshin Impact. Tất nhiên là với Genshin thì các bạn chơi mức đồ họa trung bình thôi. Chơi max setting vẫn được nhưng mà không quá phê, tại vì FPS sẽ bị tụt giảm nhiều. Cấu hình của Q5 Pro là không điểm chết, điểm yếu duy nhất là về phần mềm. Em này thì có phiên bản ROM quốc tế rồi, nhưng mà khi áp sang ấy, đa nhiệm vẫn kém cộng với cả thông báo vẫn bị miss khá nhiều. Nhưng mà ở đây bạn hỏi là để giải trí với cả chơi game đúng không? Thì quá ok. Dưới 6 triệu, cụ thể nha, chiếc Q5 Pro có mức giá là 5.950.000 cho phiên bản bộ nhớ 256 luôn. Thì tầm giá này mình đảm bảo là không có chiếc máy nào đọ được với cả Q5 Pro. Có chăng thì phân vân với cả chiếc Neo 2 thôi, nhưng mà Neo 2 sẽ đắt hơn một chút. Đến với câu hỏi thứ 3 của bạn Mon. Thách anh nướng thịt bằng điện thoại. Đây là một câu hỏi vui nha. Công nhận là bây giờ smartphone thì có nóng thật lên tới 50 độ C, nhưng mà để nướng thịt thì vẫn hơi khó, nên là chỉ có một trường hợp thôi. Đây các bạn nhá. Thông minh lắm. Hơi ngáo điện thoại một tí, kiểu cuồng ấy. Ok, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua các máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận ghim của video. Giờ thì xin chào, bye bye.